Xin chào mọi người. Hôm nay AD sẽ hướng dẫn cho mọi người thấy và kỹ thuật trồng nho. Và khi mới người cho mới người mới bắt đầu trồng thì sau khi mình trồng cây nho ghép trồng chừng những cây nho rất là nhỏ nha mọi người. Rất là nhỏ. Nhỏ hơn ngón tay chỉ bằng chiếc đũa thôi. Sau khi nó lên tới vàng thì vàng mình làm khoảng 1,5 m đến 2 m. Thì trong cái clip trước Thế giới cây nho đã hướng dẫn mọi người. Thì sau khi mình trồng và chăm sóc, uống phân, phun thuốc cây, bảo vệ cây thì 60 ngày thì cây có thể leo tới vàng. Thì việc vào chăm sóc của mỗi người 1 tháng đến 2 tháng thì tùy vào việc chăm sóc của mỗi người thì cây sẽ leo tới vàng. Thì cây nó sẽ vượt ra khỏi vàng, vượt lên khỏi vàng hơn 1 m thì bắt đầu chúng ta sẽ cắt cái cành, kích cái cành, gọi là kích cành, để tạo cành cấp 1. Thì sau khi kích cái cành mà nó vượt ra khỏi vàng thì mình khi mình kích thì nó sẽ đâm ra những cái chồi mới. Đây là những cái chồi mới nè. Đây là những cái chồi mới nha mọi người. Đây là những cái chồi mới trên cái thân cây. Trên cái thân cây được gọi là cành cấp 1. Xin nhắc lại là khi cái thân chính đã vượt khỏi vàng hơn 0,5 m thì chúng ta sẽ cắt cái phần vượt tới vàng, vượt qua khỏi vàng đó, là cắt trên cái thân. Thì trên mỗi một cây nó sẽ ra những cái chồi mới, những cái mục nho nó sẽ ra những cái chồi mới như thế này, thì những cái chồi mới này được gọi là cành cấp 1. Những cái cành cấp 1 này thì nó sau khi nó lớn và mình nuôi cành thì sau khi những cái cành cấp 1 này nó lớn thì mình trong cái giai đoạn này thì mình sẽ bổ sung các loại phân bón cho cây, cho nó được cây nó được cành nó được mập mạp hơn, sẽ to hơn. Thì khi những cái chồi này nó lớn thì mình sẽ cột lên những cái vàng như thế này, mình sẽ buộc chặt lên những cái vàng cho tránh bị mưa gió thời tiết gây ra. Thì sau khi mình những cái cành cấp 1 này thì mình nuôi dưỡng nó khoảng 50 đến 60 ngày thì nó sẽ khỏe và to như thế này. Đây là những cành cấp 1 nó sẽ khỏe mà to như thế này. Thì nếu cảm thấy mình khi mình chăm sóc cây thì cảm thấy những cái cành này nó khỏe, to, khỏe, lá rất là sum xê, rất là tốt, thì mình sẽ trong cái giai đoạn mình nuôi cái cành nó cành cấp 1, những cái cành cấp 1 đó khoảng 50 đến 60 ngày thì bắt đầu mình sẽ kích trái trên những cái cành cấp 1 này thì cây sẽ ra hoa rất là nhiều. Còn nếu chúng đó là khi chưa trồng kinh tế, còn nếu chúng ta trồng trong chậu hoặc trên sân thượng thì chúng ta sẽ nuôi cành thêm, nuôi cành cấp 2 luôn, không để cành cấp 2 mang ho thì mình sẽ cây nó sẽ khỏe hơn. Thì vì do nó trồng trong chậu thì cái sinh trưởng của nó thì nó sẽ chậm hơn là cái mình trồng ở ngoài đất như thế này. Thì sau khi mình kích cái cành cấp 1, sau đó mình sẽ tiếp tục nuôi dưỡng cành cấp 2. Và sau khi nuôi dưỡng cành cấp 2, trong cái thời gian nuôi dưỡng cũng giống như mình đã nuôi dưỡng cành cấp 1, thì khoảng cành cấp 2 nó nằm khoảng 40 đến 60 ngày thì bắt đầu ta tiến hành kích trái trên những cái cành cấp 2 này. Thì việc kích trái trên những cái cành trên những cái cành trên cái cây nho thì mình
tùy vào mỗi người, mỗi thành viên chăm sóc thì việc cắt cành trên những cái cành cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến cấp N sẽ khác nhau. Thì tùy vào việc chăm sóc, nếu chúng ta chăm sóc tốt và chăm sóc tốt kỹ cho cây, cây khỏe mạnh thì chúng ta có thể kích trái. Xin nhắc lại là chúng ta có thể kích trái trên cành cấp 1. Còn nếu chúng ta chăm sóc cây không tốt, cây cảm thấy rất là còn yếu ớt thì chúng ta nên kích cành trên cành cấp 2 trở đi, kích trái trên cành cấp 2 trở đi. Thì việc kích trái thì nó sẽ phụ thuộc vào việc chăm sóc của mỗi người thôi. Thì nên nhớ thì chúng ta khi cái cành này nó ra, những cái chồi này nó ra thì mình nên cột lên mặt vàng để cho hạn chế việc gãy do gió và mưa. Thì nó giống như đã những cái video clip trước, Thế Giới Cây Nho đã hướng dẫn cho mọi người. Thì tiếp theo thì Thế Giới Cây Nho sẽ cho mọi người thấy thêm giai đoạn ra ho trên những cái cành cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đây là cái giai đoạn nuôi cành, để cái nuôi những cái cành chuẩn bị kích trái nè mọi người. Nuôi những cái cành chuẩn bị kích trái. Thì đây, đây là những cái cành chuẩn bị kích trái nè. Đây là cành cấp 1 nha mọi người. Đây là thân chính. Đây là thân chính nè mọi người. Mọi người theo dõi nè, đây là thân chính. Đây là cành cấp 1. Đây là cành cấp 1. Đây là cành cấp 1. Đây là hai cành cấp 1. 2 đến 3 cành cấp 1 là do tùy mỗi người thôi. Mình muốn để bao nhiêu cành, nhưng tốt nhất mình để từ 3 cành, 2 đến 3 cành thì cây sẽ rất là khỏe hơn. Thì đây là, đây xin nhắc lại mọi người hãy chú ý, đây là cái thân chính. Đây là cành cấp 1, đây là cành cấp 1 thứ hai. Từ cành cấp 1, sau khi trong các video chế cái clip trước chúng tôi đã hướng dẫn thì mọi người sẽ theo dõi sẽ rất là dễ hiểu hơn. Đây là những cành cấp 1. Đây là hai cành cấp 1 này. Bắt đầu những cành cấp 1 này nó sẽ, mình sau khi mình tạo cành cấp 2 thì nó sẽ là hai cành cấp 2, 2 đến 3 cành cấp 2. Thì đây là một cành cấp 2. Hai cành cấp 2 thứ hai này. Rồi cành cấp 2 thứ nhất nè, mình sẽ theo dõi nè, cành thứ hai thấp nhất nè, thứ nhất. Thì sau khi mình nuôi cành cấp 2 khoảng 50 đến 60 ngày thì bắt đầu mình kích cành tạo cành cấp 3. Xin nhắc lại là việc kích trái trên cành cấp 1, cấp 2, cấp 3 là do phụ thuộc vào việc chăm sóc của mỗi người. Thì sẽ có cách kích trái khác nhau. Như trong clip hiện tại thì đây là cái vườn nho đang kích cành ở, đang chuẩn bị kích trái ở cành cấp 3. Đây là cành cấp 1. Đây là cành cấp 2. Và đây là cành cấp 3. Đây là cành cấp 3 nha mọi người. Đây là cành cấp 3. Đây là cành cấp 2 của nó nè, và đây là cành cấp 1. Và đây là thân chính. Đang giai đoạn đang nuôi cành cấp 3 này. Thì khoảng 10 đến 20 ngày nữa thì bắt đầu kích trái những cái cành này. Những cành đây trong clip thì được gọi là cành cấp 3 này. Kích trái lên cành cấp 3 này. Thì vì kích trái cành cấp 3 thì vị trí kích trái thì mình sẽ kích trái trên những cái, nhưng ví dụ như những cái đoạn như thế này. Kích trái trên những cái đoạn cành có những cái mục nho to khỏe. Những mục nho to khỏe nha. Và cành cái lứa đầu tiên mình kích trái thì cái cành nó sẽ màu vàng. Sau đó thì những cái vụ kích trái sau thì nó sẽ có màu vàng nâu, sạm hơn. Theo ý kiến của AD thì mọi người sẽ
nếu trồng trên sân thượng hoặc trồng vào quanh nhà thì chúng ta nên kích trái ở cành cấp 3 trở đi trở lên. Còn mình hãy nuôi cành cấp 1, cấp 2 cho thật khỏe và bổ sung chất cho cây thì nên kích cành ở cành cấp 3 thì nó có tỷ lệ ra hoa cao hơn. Đây là cái giai đoạn nuôi dưỡng cành. Đối với dàn này là đang nuôi dưỡng cành cấp 3 và chuẩn bị kích trái trên cành cấp 3. Xin nhắc lại là chuẩn bị kích trái trên cành cấp 3. Và lưu ý là việc kích trái nó cũng sẽ phụ thuộc vào việc chăm sóc của mỗi người. Thì vị trí kích trái nó sẽ nằm trên các cành khác nhau. Sau cái thời gian tiếp theo thì sau cái thời gian nuôi dưỡng cành cấp 2 đến cặp N trên kích trái xong, bắt đầu kích trái thì mình sẽ lứa đầu tiên thì mình sẽ trên cành cấp trái kích trái thì mình sẽ không lặt lá bỏ đi, và sau cái ăn cái lứa quả đầu tiên thì mình sẽ sau khi kích cành kích trái thì kích trái thì mình sẽ bỏ đi những cái lá trên cái cành, mình không để lá nào trên một cái cành nữa. Thì trong giai đoạn này thì nó sẽ mọc ra những cái chồi phụ và để phân biệt chồi phụ và chồi chính thì ta sẽ theo dõi video này. Ví dụ như cái cành như thế này, cái cành như thế này thì mình sẽ phân biệt đâu là chồi chính và đâu là chồi phụ. Thì trên cái cành kích trái thì đây được gọi là chồi phụ, đây được gọi là chồi chính. Hai cái chồi mà đầu tiên trước cái đoạn cắt, trước cái đoạn kích cành thì được gọi là cành chính, chồi chính. Còn hai chồi phụ là hai chồi sau này thì chúng ta có thể nên lặt bỏ một đến hai chồi phụ, chỉ để lại một đến ba chồi chính thôi. Thì những cái chồi chính này nó sẽ mang hoa. Việc để lại hai đến ba chồi chính thì tùy theo mỗi người thôi. Thì theo ý kiến của đây thì nên để lại hai chồi chính thôi để cho nó cây nó được khỏe hơn, nuôi cái trái nó chất lượng hơn. Thì toàn bộ những cái chồi phụ là ta sẽ lặt bỏ đi, như ví dụ như thế này chồi phụ lặt bỏ đi hết, không nên để, chỉ để lại những cái chồi chính thôi. Những cái chồi phụ trên này thì mình sẽ bỏ đi, chỉ đây để hai cái chồi chính đây thôi, và hai chồi chính này nó sẽ là cái chồi mang ho. Chỉ đây để lại hai cái chồi chính trên cái cành kích trái thôi. Trong giai đoạn này thì mình nên cần làm cái bước gì, bổ sung cái chất gì cho cây thì mình nên tưới nước thường xuyên cho cây, bổ sung lân, NPK và đáp cho cây để cho nó có tỷ lệ ra hoa cao hơn, đậu quả tốt hơn. Thì sau khi ra những cái chồi đó và khoảng hơn một tuần 10 ngày đến 20 ngày thì cây những cái chồi trên cái cành mình kích nó sẽ ra hoa, và ra hoa như thế này, ra hoa như thế này. Thì trong giai đoạn này thì ra hoa thì mình nên buộc những cái cành mang hoa này nè trên cái dàn để cho tránh mưa gió làm gãy bông và ảnh hưởng tới hoa. Thì cái dòng cái
cái giai đoạn ra hoa này thì mình nên phun thuốc bảo vệ những cái hoa này, tránh bị côn trùng và sâu bệnh hại làm ảnh hưởng đến việc đậu trái của cây nho. Thì trong giai đoạn này ta nên còn bổ sung lân và NPK. Sau khoảng giai đoạn ra hoa và khoảng một tháng nữa, thì tiếp theo một tháng đó thì cây bắt đầu trái sẽ to hơn, thì mình thường xuyên bảo vệ trái và lá, thì còn phun thuốc bảo vệ để tránh mưa gió. Thì giai đoạn này mình sẽ bón hỗn hợp lân và NPK hoặc là lân hỗn hợp lân với kali để cho trái nó được to hơn và ngọt hơn. Thường xuyên tưới nước cho cây, tránh trường hợp bỏ khô cây thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng chùm. Và giai đoạn này thì mình nên tỉa trái, loại bỏ những cái trái xấu trên cái chùm, thì mình chỉ để 70-80% quả trên một chùm thôi, để cho nó có cái không gian quả nó sẽ to hơn, nó không bị khinh khích nhau làm ảnh hưởng đến chất lượng của cái chùm. Sau khoảng giai đoạn tỉa trái thì khoảng 15 ngày thì những cái chùm nho này sẽ bắt đầu bói tới, thì gọi là đang chín dần tới, nó chưa chín hoàn toàn, nó sẽ chín 1-2 trái trên một chùm thôi, đang chín tới thôi, không có đỏ hết. Thì trong cái giai đoạn đó mình thì cũng bón bổ sung kali để được cho trái nó ngọt hơn. Đồng thời những cái trái này thì cái trái mà bị hư hỏng do mưa gió thì mình nên bỏ đi, không nên để. Giai đoạn này thì mình cũng nên bón phân và tưới nước đều cho cây để tăng chất lượng quả. Thì từ cái giai đoạn nó bắt đầu chín, có những cái xuất hiện những cái trái chín trên cái chùm, thì khoảng 10 ngày nữa thì chùm nho nó sẽ chín hết, chín hoàn toàn, và thời gian này chúng ta đã có thể thu hoạch được và đã có trái cho gia đình ăn rồi nè. Thì giai đoạn này thì mình sẽ bổ sung nước và phân kali cho cây để cho trái được ngọt và to hơn nữa. Giai đoạn này thì mình sẽ ngừng phun thuốc bảo vệ, thì để cho giảm thiểu chất không có cái chùm nó sẽ không cái sụp, nó sẽ sạch hơn. Giai đoạn này thì chúng ta có thể lựa chọn những cái chùm chín lần tới, chín đã chín hoàn toàn, thì chúng ta có thể thu hoạch và thưởng thức được rồi. Và tiếp theo thì sau khi mình thu hoạch hết quả trên
cái cây thì mình bắt đầu nuôi cây, khoảng nuôi những cái cành này chăm dưỡng, chăm sóc cây khoảng một tháng thì bắt đầu mình kích trái cho vụ trái tiếp theo. Thì việc kích trái thì nó sẽ kích trái lên những cái cành vừa mang những cái chùm xong, ăn quả xong. Thì việc kích trái nó sẽ giống như những việc lần kích trái lần 1, lần 2, những cái vụ kích trái lần đầu tiên. Rồi cứ như thế thì ta sẽ thu hoạch nho, và những tùy theo loại giống thì thời gian một vụ thì có loại giống 1 năm 3 vụ và có giống 1 năm 4 vụ. Và tùy theo thì cũng có loại giống, thì ví dụ như giống nho NH152 và giống nho NH48 thì 1 năm nó sẽ được 2 vụ, và giống nho đỏ truyền thống Ninh Thuận thì nó sẽ 1 năm sẽ được 3 vụ. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và nhớ đăng ký kênh để được theo dõi nhiều video về cây nho.